Hello mọi người, là mẹ và con Sim đây. Mọi người cứ bảo là cho Sim lên video nhiều một chút, nhưng mà bây giờ bạn ấy rất là quấy, kiểu cứ nhìn ngang nhìn dọc, không có tập trung vào camera để quay được gì hết ấy. Thế nên là Sim xuất hiện ở trên màn hình. Úi trời ơi, quấy mẹ một chút thôi nhá. Là Sim đang mọc răng, thế là cứ ngậm miệng như thế này này. Xuất hiện một chút ở đầu video thôi, bây giờ đi ra ngoài chơi với bà cho mẹ quay được không? Nhá, bye bye. Bye bye mọi người đi. Sim đã được bà ngoại đưa đi chơi rồi. Thế nên là bây giờ mình sẽ ngồi tâm sự với mọi người một chút xíu nha. Mình đang có một cốc sữa hạt sáng nay mới xay xong. Thì cuộc sống sau khi có em bé khác 100%, không phải là 500% so với cuộc sống trước đây mọi người ạ. Cái này chỉ có ai vừa mới sinh xong thì mọi người mới hiểu thôi. Mình bây giờ thì Sim đã ở bên cạnh mình được gần 8 tháng rồi. Nên mình quen với việc có con, quen với cái lịch trình sinh hoạt bận rộn như vậy rồi. Thì mình sẽ ngồi đây để chia sẻ với mọi người về ba sự thay đổi mình cho rằng tích cực và nên có để mẹ mình có thể cân bằng được cuộc sống, giữ cho mình một cái năng lượng vui vẻ khi ở bên con nhé. Đầu tiên đó chính là think clean. Mình không biết là có tồn tại định nghĩa này không, nhưng mà mình tự nghĩ ra thì con gái nhìn chung đã là khó hiểu, phức tạp, sáng nắng chiều mưa, bản thân mình cũng thế. Thế nhưng mà phụ nữ sau sinh thì còn khó hiểu và phức tạp hơn rất nhiều mọi người ạ. Đấy cũng chính là lý do mà có nhiều cái trường hợp bị rối loạn tâm lý rồi rơi vào trầm cảm các thứ đó. Bản thân mình thì tốt nghiệp rất là tốt cái khóa lý thuyết đó, nhưng mà đến khi mà mình sinh xong thì cũng bị rơi vào cái trường hợp như vậy. Mình không hẳn là trầm cảm nhưng mà mình rất là khó chịu ấy, kiểu khó ở ấy. Ví dụ như là dễ khóc, dễ tủi thân, ai nói gì mình cũng thấy là ôi đang kiểu chê bai mình hay sao ấy, rồi chồng mình quan tâm thì mình thấy cũng nhiều khi cũng không thích, mà không quan tâm thì mình lại bảo ôi không quan tâm đến em à. Kiểu mình cũng không hiểu tại sao nữa, kiểu bây giờ nghĩ lại thấy rất buồn cười, nhưng mà đúng là cái tâm lý của mình khi sau sinh, đặc biệt là khoảng 2 tháng đầu sau sinh, nó như vậy đó mọi người ạ. Nhiều khi không ai làm gì mình cũng thấy khó chịu rồi, đằng này vừa sinh xong thì kiểu cô gì chú bác rồi bố mẹ cũng sẽ nói ra nói vào, kiểu như là ăn nhiều cho có sữa, rồi con phải như này con phải như kia, em bé nên như này nên như kia, tăng cân nhẹ cân rồi ăn ít ăn nhiều, nói chung là đau đầu lắm mọi người ạ. Nên mình cũng phải cố gắng là hít thở bình tĩnh. Thật ra là mình vẫn bị điên, nhưng mà mình ý thức được việc đấy nên là mình cố gắng hít thở bình tĩnh. Mình sẽ dành những cái khoảng thời gian hút sữa một mình ở đêm chẳng hạn, thì mình sẽ kiểu ngồi thật rất là tĩnh tâm. Chắc hút thì khoảng 15-20 phút, nhưng mà sự tĩnh tâm của mình được khoảng 3-5 phút là nhiều rồi. Thì mình hít thở sâu, mình kiểu quay lại, mình cảm nhận là niềm hạnh phúc của mình đang có em bé và cơ thể của mình cần được phục hồi, chứ mình không quan tâm quá nhiều tới những lời nói xung quanh nữa. Thì lúc này think clean với mình là thanh lọc suy nghĩ, tập trung suy nghĩ cho những gì mà mình đang cảm thấy ở hiện tại, không có quá là lo lắng về tương lai hay là tiếc nuối một điều gì trong quá khứ, tập trung ở hiện tại, vào con và vào bản thân mình cần được phục hồi thôi. Thì mình thấy là tâm trạng của mình tốt hơn rất là nhiều. Cách suy nghĩ này thì mình cho rằng không chỉ mẹ mìm cần đâu, mà tất cả chúng ta đều cần trong cuộc sống quá bận rộn bây giờ. Mở mắt ra là chúng ta bị bội thực thông tin đúng không, từ Facebook rồi YouTube, Instagram, các kiểu tờ báo, mà quá là nhiều thông tin và đều là những cái thông tin mà chúng ta không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta lắm ấy. Nếu như mình không tập trung hướng vào bên trong suy nghĩ, tập trung cho những gì mà quan trọng nhất, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị lang thang lơ đễnh, phân tán bởi các cái thông tin không quan trọng với mình ở phía bên ngoài. Mà khi chúng ta cứ suốt ngày kiểu bị phân tán như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả học tập và làm việc, từ đó dẫn tới chất lượng cuộc sống của chúng ta cũng sẽ bị kém theo. Quay lại với mỉm sữa thì mình cũng được một vài bạn dành cho lời khen là mẹ mỉm chăm chỉ thế, lên content đều thế. Thì thật ra là mọi người tin không, mình cũng chưa làm việc full time 8 tiếng 100% như ngày xưa đâu. Mà bí quyết cũng không có gì quá là cao siêu, chỉ dừng lại ở một chữ là tập trung thôi. Một ngày mình chỉ có làm việc 5 tiếng và 5 tiếng đó mình thực sự tập trung thì mình làm được rất nhiều việc mọi người ạ. Kiểu mình có kế hoạch rõ ràng, sau đó thì mình ghi lịch ra hôm nào mình làm gì, hôm nào viết kịch bản, hôm nào quay rồi sắp xếp các thứ, và mình cứ làm đúng theo lịch đấy thôi. Nó cũng sẽ có những cái sự thay đổi nhất định, nhưng mà mình vẫn bám theo cái sườn đấy thì mình vẫn ra được cái kết quả cuối cùng là lên được nhiều content. Và khi hiệu quả của mình tốt thì tâm trạng của mình thoải mái, mình sống vui vẻ hơn và mình cũng cư xử tốt với mọi người xung quanh hơn, kiểu không bị cáu gắt cáu bẳn vì cái cảm giác là không làm được việc.
Mỹ phẩm nói chung và skincare nói riêng thì là công việc của mình rồi nên hàng ngày mình cần phải sống với nó. Ngày xưa thì có những ngày mình skincare 10 bước thật đó mọi người, thật sự luôn đấy, là hàng tuần luôn là sẽ có những ngày kiểu làm mini spa tại nhà, dưỡng rất là nhiều. Nhưng mà từ hồi mình đẻ xong tới bây giờ thì chắc là chưa có ngày nào mình làm 10 bước luôn đấy, thực sự là không có thời gian. Thì mình sẽ tối giản lại chỉ dùng vài ba bước cơ bản thôi. Đặc biệt nữa là sau sinh thì ví dụ đây, hôm nay thì mọi người thấy này, mặt của mình đang đầy mụn đúng không? Bởi vì là mình hết cái hormone bầu bí và sau sinh mình quay trở lại có râu trở lại rồi thì nội tiết tố của mình thay đổi, thành ra là mụn lại mọc tùm lum. Thế nên là mình cực kỳ quan tâm tới skin clean, mọi người nghe lạ đúng không? Hay mọi người còn biết tới với khái niệm là clean beauty. Và nhắc tới clean beauty thì mình muốn cảm ơn Free Plus vì đã đồng hành cùng mình trong video ngày hôm nay. Free Plus là thương hiệu mỹ phẩm tới từ Nhật Bản với 3 tiêu chí là không chứa các chất gây kích ứng cho da như cồn hương liệu paraben, chứa các dưỡng chất lành tính và mang lại hiệu quả cao, an toàn cho da và môi trường. Mình biết là với trẻ con, đặc biệt là dưới 1 tuổi thì chúng ta không nên ôm thơm quá nhiều để tránh gây bệnh cho con ấy. Thế nhưng mà vì là các em bé rất là đáng yêu nên mỗi tối thì mình đều dành thời gian ôm rồi hôn hít má kề má với Sim. Mình thấy đấy là một trong những hành động thể hiện tình yêu nhất của mình với con luôn ấy, kiểu nó đáng yêu lắm ấy, thế nên là không thể không thơm được ấy mọi người. Và đương nhiên là mình cũng có ý là tránh cái miệng em bé ra, nhưng cái việc mà má chạm má là cái việc mà không tránh khỏi. Thì mình rất sợ là khi mà mình dùng treatment mạnh như là hydroquinone, AHA hay là retinol mà chẳng may chạm vào con thì sẽ gây kích ứng và nhạy cảm cho da con. Thế nên là mình cũng lựa chọn những cái sản phẩm mà nó an toàn, lành tính thì mình ưu tiên hơn. Các mẹ mình thì cũng inbox tâm sự với mình là Quy ơi, tôi không có thời gian dưỡng da make up đâu, mà thấy cậu kiểu vẫn chăm chỉ dưỡng da make up thì như mình bảo rồi, đây là công việc của mình. Và sau sinh thì mình cũng đã tối giản rất nhiều rồi mọi người ạ. Với các mẹ bỉm thì mình cũng khuyên mọi người tối giản nhưng vẫn phải đảm bảo hai bước cơ bản là làm sạch và cấp ẩm nha, đặc biệt là làm sạch vì chúng ta phải sử dụng kem chống nắng hàng ngày đúng không? Thì tối chắc chắn là chúng ta phải làm sạch kỹ. Với làm sạch thì mình khuyên mọi người là đã dùng kem chống nắng thì chúng ta nên double cleansing để hạn chế tối đa cái việc hình thành mụn. Một làn da sạch sẽ hướng tới một làn da khỏe và một làn da khỏe thì mới đẹp được nha mọi người. Vậy nên là double cleansing thì mình khuyên mọi người là chọn dầu tẩy trang và sữa rửa mặt nhé. Chai dầu tẩy trang nhà Free Plus thì làm sạch rất là ok, nhìn packaging thì đã thấy clean và yêu rồi đúng không? Nếu dùng kem chống nắng thì chỉ cần một pump thôi, còn bạn nào mà make up hay make up như mình thì dùng khoảng 2-3 pump cho ra tay massage, sau đó nhũ hóa và rửa lại với nước nhé. Tiếp sữa rửa mặt Free Plus Meal Soup cũng là món mà mình rất thích dạo gần đây. Thành phần chủ đạo là amino acid kết hợp với các loại thảo mộc đông phương giúp giữ ẩm cho da rồi hỗ trợ giảm kích ứng nữa. Không biết mọi người thế nào nhưng mà từ khi đẻ xong là da mình cũng khá là ẩm ương, nhạy cảm. Thế nên là dòng nào pH dịu nhẹ mà vẫn làm sạch sâu thì mình sẽ ưu tiên hơn. Nếu như da không có quá nhiều vấn đề cần sử dụng tới treatment thì sau khi làm sạch xong chúng mình chỉ dưỡng ẩm thôi là ok rồi, và tùy thời tiết nơi bạn ở cũng như là tùy tình trạng da mà chọn những cái loại dưỡng ẩm phù hợp. Mùa này sắp sang đông rồi nên là mình hay chọn những cái dòng kem dưỡng rất là dày, và trước khi sử dụng kem dày để khóa ẩm thì mình sẽ đệm bằng cái bạn Deep Free Moist Essence của nhà Free Plus. Bạn này thì kết cấu lỏng hơi dệt nhẹ thôi, ai rảnh thì có thể dùng double lotion mask cũng ok. Ngoài cấp ẩm thì thành phần chính của bạn này là nhân sâm và thảo mộc cũng góp phần chống lão hóa và giảm kích ứng cho da nữa. Bạn nào mà đang bầu bí hoặc các mẹ đang cho con bú, quan tâm tới dưỡng da, quan tâm tới clean beauty thì mình highly recommend mọi người thử trải nghiệm các dòng sản phẩm của nhà Free Plus nha. Cuối cùng đó chính là Eat Clean. Eat Clean thì chắc là sẽ quen thuộc hơn với mọi người đúng không? Eat Clean thì mình cũng đã ý thức được khoảng 5-6 năm nay rồi. Đương nhiên là mình không có thể theo được 100%, vẫn có những ngày mình đi với bạn bè ăn đồ nướng, rồi có những hôm mình thèm gà rán quá thì mình vẫn đi KFC để ăn. Nhưng mà hầu hết thời gian là mình tự ghim cái ý thức là phải ăn những cái đồ healthy, ăn nhiều rau xanh hơn, không ăn đồ xào nấu rồi đồ nóng quá. Những cái đồ ăn nhanh là mình rất hạn chế. Và sau sinh thì cái việc eat clean của mình càng phải ý thức hơn. Sau sinh thì hay phải bị ép ăn móng giò các thứ để cho nhiều sữa thì mình cũng bị ăn đấy, nhưng mình cũng ăn mất tầm khoảng 1-2 tuần đầu là mình ngán lắm rồi, và mình ăn một cái lượng rất là nhỏ thôi. Và sau khi, đặc biệt là sau 3 tháng, trong 3 tháng đầu thì mình vẫn cố là ăn uống điều độ để có sữa tốt nhất cho con ấy, nhưng mà sau 3 tháng khi mà mình thấy là chiếc rổ cân nặng của mình nó vẫn cứ mãi còn 5-6 cân nữa mới trở lại ngày xưa, thế là mình mới bắt đầu mình tiết chế, mình ăn ít lại, mình
ăn đa dạng các nhóm chất để đủ chất để có sữa cho em bé tốt, thế nhưng mà cơ thể của mình không bị béo. Đó thì sau khi mà mình quay lại mình ăn nhiều rau hơn, mình bổ sung chất béo tốt như là bơ, cá hồi thì mình thấy là mình không có bị sồ sề nhiều quá. Và đến bây giờ là 7 tháng thì rất là may mắn, cân nặng của mình đã trở về 51 cân giống như trước khi có em bé rồi, và chỉ có bụng của mình hơi sồ sề một chút thôi. Thì cái việc mà cân nặng của mình trở về như vậy, mình thấy người của mình nhẹ nhõm lắm mọi người, cảm giác nhanh nhẹn hơn và kiểu tự tin hơn ấy. Thì cái tâm trạng, cái cân nặng của mình nó về như vậy, nhưng mà cơ thể của mình vẫn có một cái lượng sữa vừa đủ cho em bé. Bây giờ thì em bé ăn dặm với cả cũng vẫn ăn thêm sữa ngoài, thì tự nhiên mình thấy là mình hòa nhập lại với cộng đồng. Mình không có bị kiểu là mẹ xề, mẹ bỉm nữa, thì mình thấy thoải mái, tự tin hơn, tâm trạng của mình ổn hơn và mình sống tốt hơn, chất lượng sống của mình cũng tăng lên theo đó. Ok, trên đây mình đã chia sẻ với mọi người về ba sự thay đổi, ba sự dịch chuyển mình cho là tích cực và cần có ở một mẹ bỉm sau sinh, ít nhất là với cá nhân mình, để mình có thể cân bằng được giữa tâm, thân và trí. Mình biết là hoàn cảnh sống của mỗi người khác nhau, ví dụ như là mình cũng sống riêng thì nhiều thứ mình cũng độc lập, thoải mái, tự do được hơn, nhưng mà một số bạn thì có thể sống chung thì cũng có nhiều vấn đề mọi người không tự làm theo ý mình để điều khiển được. Nhưng mà cái cốt lõi nhất mà mình nghĩ là ai cũng có thể làm được, đó chính là suy nghĩ và tập trung cho bản thân của mình. Thì mình tin là một người mẹ vui vẻ thì con mới vui, một người mẹ khỏe thì con mới khỏe, dù là chúng mình có cố vui vẻ trước mặt con nhưng mà thật ra ở bên trong của chúng mình không ổn, tâm lý của mình bất ổn, thì kiểu gì cái năng lượng không tốt đó nó cũng bằng một cách nào đó nó truyền sang con. Thế nên là hy vọng là mọi người tập trung nhiều hơn cho bản thân, suy nghĩ vào những cái thứ quan trọng để cho bản thân mình tốt nhất, con mình tốt nhất, không có bị ảnh hưởng phân tán bởi những cái thứ ở bên ngoài nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như mẹ bỉm nào có một cái tip, một kinh nghiệm gì đó hay ho thì có thể chia sẻ ở phía dưới để mình và các bạn khác cùng tham khảo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mình sẽ sớm quay lại với những video tiếp theo nha. Bye bye. Chúc mọi người luôn xinh nữa. Bye.